Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình âm nhạc Bạn là ngôi sao, Be a Star. Đây là chương trình quy tụ những giọng hát tài năng đến từ mọi miền đất nước. Chúng tôi đang tìm kiếm một ngôi sao phong cách mới với cá tính âm nhạc riêng biệt, hội tụ đầy đủ các yếu tố tài năng, hấp dẫn và độc đáo. Sau vòng sơ tuyển online và vòng tuyển chọn trực tiếp, 10 gương mặt, 10 giọng ca riêng biệt đã xuất hiện, nhưng chương trình chỉ có một quán quân duy nhất. Sau 10 live show truyền hình trực tiếp, thí sinh nào nhận được sự hâm mộ nhiều nhất từ khán giả sẽ trở thành quán quân của chương trình. Ai sẽ là quán quân đầu tiên của chương trình Be a Star, Bạn là ngôi sao? Cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hình thức bình chọn trực tiếp được sử dụng qua một cuộc thi âm nhạc. Ai dừng lại, ai đi tiếp, tất cả đều tùy thuộc vào quý vị. Hãy thể hiện quyền lực của chính mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần đúng không? Tôi sẽ trình đấu hết mình. Đã có thể, hãy nắm lấy cơ hội để tìm kiếm ánh sáng của riêng mình. Hãy bùng cháy cùng âm nhạc của tôi. Tôi sẽ chinh phục bạn bằng tài năng của mình. Hãy cùng tạo lên một thế hệ âm nhạc mới. Những giọng hát đầy xúc cảm làm rung động trái tim của khán giả. Chúng tôi đang tìm kiếm ngôi sao phong cách mới lạ và ấn tượng. Bạn là ngôi sao, đã đến lúc thể hiện âm nhạc của riêng mình. Không còn đây nữa, kéo dài không.
với chương trình ngày hôm nay. Đây là lời chào đến từ Tùng Liêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình âm nhạc mới trên HTV, chương trình Bạn là ngôi sao, Be Your Star, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty TV Hub thực hiện. Và vừa rồi là một phần biểu diễn mở màn vô cùng ấn tượng, được đến với quý vị qua phần biểu diễn của những nhân vật quan trọng nhất của chương trình, đó chính là thành viên ban giám khảo. Xin được phép giới thiệu hai thành viên ban giám khảo xuyên suốt trong 10 live show của chúng ta, đó chính là nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và vị giám khảo khách mời của số đầu tiên, ca sĩ Harry Wong. Ở phần đầu của chương trình, hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ đầu tiên với hai người phụ nữ xinh đẹp nhất trên sân khấu bây giờ. Cho phép tôi hỏi Harry là hồi nãy khi mà Harry nghe chị Hồ Quỳnh Hương hát ca khúc của mình thì bạn cảm thấy như thế nào? Thực sự mà nói là em chưa bao giờ, Harry chưa bao giờ nghĩ là em có thể hát chung với chị Hồ Quỳnh Hương. Và bản thân Harry cảm thấy rất là vinh dự và rất là cảm ơn chị đã hát bài của em. Em cảm thấy rất là vui và rất là xúc động. Đây là lần đầu tiên, có lẽ là lần đầu tiên mà hai ca sĩ của chúng ta đã đổi bài cho nhau. Còn Hồ Quỳnh Hương chắc chắn là đi làm giám khảo rất là nhiều lần rồi. Hôm nay vừa hát mà lại vừa nghe người khác hát bài của mình thì có cảm thấy là ồ, nghe lạ quá không? Hương nghĩ là bài hát Có Nhau Trọn Đời đã có một cái sức sống mới của một cái Harry Won rất là trẻ và rất là dễ thương. Thật sự cũng rất là cảm ơn Harry Won đã hát ca khúc Có Nhau Trọn Đời. Và sự kết hợp vừa rồi chắc chắn là đã mang lại cho khán giả truyền hình rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc nhiều nhất chắc là dành cho khán giả tại trường quay, dành một tràng pháo tay cho họ được không ạ? Cảm ơn quý vị. Anh Dương Khắc Linh, anh được mệnh danh trong tất cả chúng ta là người gọi là dễ thương nhất, hiền nhất. Đến mức độ quý vị biết không, người ta nói rằng có một giai thoại cho là anh ấy mà giận dữ nhất cũng chỉ bằng một nụ cười mà thôi. Vậy là khi mà bước vào trong bàn giám khảo lần này thì anh có quyết định là anh chỉ cười suốt từ đầu đến cuối không ạ? Tại vì là kỳ này Linh không phải là chỉ là giám khảo không, mà Linh cũng là đạo diễn âm nhạc nữa. Cho nên là chắc chắn là Linh phải khó tính hơn những cái trong những cái lần trước. Tại vì là mình hiểu rõ thí sinh hơn và mình phải hướng dẫn họ để mà càng ngày làm tốt hơn. Cái sự khó tính của anh hình như nó cũng rất là nhẹ nhàng. Bằng chứng là nãy giờ anh nói vẫn cứ thỏ thẻ. Chắc là nhờ mọi người chúng ta vỗ tay một lần nữa để Dương Khắc Linh trở nên sắc bén hơn trong bàn giám khảo của mình. Harry, em là dễ thương trên sân khấu nè, dễ thương trong điện ảnh nè, dễ thương luôn trong cuộc sống của mình nữa. Ngày hôm nay bước vào ghế nóng của chương trình Bạn Là Ngôi Sao thì có định dễ thương luôn không hay là khó lên chút? Thật sự mà nói là em tính cách có thể là người ta nhận là dễ thương, nhưng mà em cũng có đôi lúc rất là khó tính và rất là nghiêm túc. Thì hôm nay em sẽ cho khán giả biết là 50% dễ thương như thế nào, 50% nghiêm khắc như thế nào. Wow. Hai vị giám khảo bên tôi đã làm tròn vai trò của cuộc trò chuyện đầu tiên này, nghe có vẻ rất là hoa hậu thân thiện phải không ạ? Và tôi nghĩ là trong ban giám khảo ba người mà hết hai hoa hậu thân thiện chắc chị Hương phải vai khác. Chị có định là sẽ là người khó nhất trong ban giám khảo không ạ? Đẩy cho Hương ngay một cái vai như thế. Nói chung là Hương thì tùy thôi, bởi vì là mình tới đây thì thật ra mình ủng hộ cho thí sinh là chính. Nhưng mà đương nhiên nếu như mà các bạn làm tốt thì mình phải khen ngợi các bạn ấy, để mà các bạn cố gắng hơn. Nhưng nếu mà có những cái điều mà các bạn ấy chưa có làm tốt lắm thì việc của ban giám khảo là góp ý thêm cho các bạn, để mỗi cái vòng live show các bạn sẽ tốt hơn nữa, để cuối cùng mà người đoạt giải sẽ là người tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Quý vị thân mến, trong suốt 10 live show của chương trình cùng với ban giám khảo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra quán quân duy nhất của chương trình Bạn Là Ngôi Sao, Be Your Star. Đây sẽ là một ngôi sao phong cách mới mà tất cả chúng ta đều rất là mong chờ. Và hình thức tìm kiếm ra ngôi sao này đang nằm trong tay của không chỉ ban giám khảo mà còn khán giả theo dõi chương trình. Cùng với ứng dụng Bala ở trên điện thoại cùng với Zalo, tất cả chúng ta có thể bình chọn trực tiếp cho các thí sinh và sự bình chọn đó sẽ hiện ngay lập tức trên màn hình TV. Qua 8 live show đầu tiên thì mỗi một bình chọn của ban giám khảo sẽ bằng 500 bình chọn của khán giả. Tổng bình chọn đó sẽ là kết quả của mỗi thí sinh sau mỗi vòng thi. Thí sinh có bình chọn tổng thấp nhất sẽ phải rời khỏi cuộc thi của chúng ta. Và vì vậy, quý vị khán giả thân mến, hãy sử dụng quyền của mình để giữ những người mà quý vị yêu quý ở lại với chương trình quý vị nha. Cách thức bình chọn ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây.
Chào mừng các bạn đến với Bạn là ngôi sao, cuộc thi âm nhạc trao quyền cho khán giả lựa chọn quán quân lần đầu tiên tại Việt Nam. Hình thức bình chọn trực tiếp, voting real time qua ứng dụng điện thoại được thực hiện trong một cuộc thi truyền hình vô cùng dễ dàng và hoàn toàn miễn phí, chỉ cài đặt và chạm tay. Bình chọn của bạn ngay lập tức xuất hiện trên màn hình TV. Số bình chọn được hiển thị theo thời gian thực cho thấy một kết quả minh bạch và trung thực. Rất nhiều quà tặng có giá trị đang chờ đợi vị khán giả may mắn nhất. Ai là ngôi sao chiến thắng, ai phải rời cuộc chơi, tất cả phụ thuộc vào bạn. Ngay bây giờ hãy thể hiện quyền lực của mình. Đón xem Bạn là ngôi sao vào 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Quang Bảo đang có mặt trong phòng chờ cùng với lại 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Bạn là ngôi sao Be Your Star. Và quý vị biết không, nếu như quý vị đang có mặt trong căn phòng này ngay lúc này đây mà nín thở lại một chút xíu thôi thì quý vị sẽ có thể lắng nghe được rất là nhiều những trái tim đang đập rất là nhanh. Điều đó cho thấy rằng là các thí sinh đang rất là nóng lòng để mà có thể ra ngoài kia và đem đến chúng ta rất là nhiều những cái màn trình diễn thú vị. Tuy nhiên, để xóa tan cái sự căng thẳng này thì ngay bây giờ chúng ta hãy làm một điều gì đó để giải phóng một năng lượng của mình được không ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Xin mời các bạn. Xin chào, bấm điện thoại, mở ứng dụng và lên chào chúng tôi nhé. Và quý vị thấy đó, quý vị đừng chần chờ gì nữa mà hãy lấy điện thoại của mình ra, đao về hai ứng dụng đó chính là Umbala và Zalo. Sau đó hãy bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với clip giới thiệu của thí sinh đầu tiên. Mình là Liz và tên thật của mình là Phan Kim Cương. Và hiện tại thì mình đang là thành viên của nhóm nhạc Lam. Bọn mình có một thời gian training nửa năm tại Việt Nam. Và sau đó thì bọn mình lại được công ty đưa sang Hàn Quốc. Thì mình học hỏi rất là nhiều điều. Tại vì là họ rất là chuyên nghiệp và tỉ mỉ về thanh nhạc lẫn vũ đạo hay là phong cách biểu diễn. Sau khi mà thời gian mình được training tại đó thì mình trở về mình cảm thấy là mình thay đổi hoàn toàn, như kiểu là một lột xác. Và bọn mình muốn mang những gọi là tốt nhất của Hàn Quốc mà bọn mình đã học được để mang về Việt Nam và sẽ khẳng định mình tại thị trường Việt Nam. Khi mà mình đã chấp nhận tham gia một cuộc thi là chắc chắn là mình phải tự tin mình có thể giành giải nhất. Quý vị khán giả thân mến, thí sinh đầu tiên đã sẵn sàng, khán giả từ trường quay cũng đã sẵn sàng. Ban giám khảo sẵn sàng chưa ạ? Trước mặt quý vị là màn hình rất là quyền năng, một cú chạm tay thôi, quý vị có thể mang đến 500 lượt bình chọn cho thí sinh của chúng ta và hãy giúp cho họ có nhiều thời gian hơn để trở thành ngôi sao nha, đặc biệt là anh Linh không bị sao nhãng bởi hai người đẹp hai bên. Quý vị thân mến, hãy cùng với chúng tôi đến với một điều đặc biệt của chương trình, đó chính là bình chọn của chương trình này sẽ được mở ra khi bài hát bắt đầu và khép lại khi bài hát kết thúc. Bây giờ sẽ là lực lượng thi đầu tiên của Liz Kim Cương.
Xin cảm ơn vũ đoàn. Lê Kim Cương đã hoàn thành xuất sắc xong nhiệm vụ mở màn chương trình của chúng tôi, live show đầu tiên. Cảm ơn bạn rất nhiều, một tiết mục rất là đáng yêu, rất là sôi động. Và bây giờ sẽ là phần trò chuyện của ban giám khảo cùng với Liz. Xin được phép mời Harry đầu tiên, bởi vì tôi nghĩ rằng là đối với một cuộc thi ca hát, ngoài tính chuyên môn ra, đây là cuộc thi nhắm rất sâu về mặt phong cách, và tôi tin là Harry sẽ có những nhận xét dành cho Liz rất hay. Thật sự mà nói là Harry biết Liz cũng cách đây hơn một năm rồi, thì từ trước khi mới hoạt động ở nhóm Lime thì Harry đã từng biết, và lúc đó Harry đã để ý, tại vì bạn này, cái ánh mắt, thần thái và những cái gương mặt rất là gần gũi và rất là thân thiện, mà nó vừa là nó sexy, dễ thương, cái gì cũng có hết. Vừa gợi cảm vừa dễ thương luôn. Dạ, cái đó khó lắm nha anh ơi. Tại vì bình thường là người ta tỏ vẻ rất là sexy mà nó nhìn nó nguy hiểm chứ không thấy sexy nào. Bạn này nhìn rất là sexy luôn, dễ thương thì lại ra nét dễ thương nữa. Hát giỏi, cái gì cũng giỏi hết. Bạn xuất sắc. Cảm ơn Harry. Người thứ hai chắc là xin mời Dương Khắc Linh ạ. Em nhận xét dễ thương quá. Sexy. Liz là một người mặc dù rất là giỏi như là Harry nói, nhưng mà biển cái là không có tự tin. Mặc dù em nãy em diễn rất là tự tin, nhưng mà em luôn luôn lo, là em luôn luôn là hỏi em đã làm tốt chưa, và em nhảy hay chưa này kia. Và anh muốn nói em là em đừng có lo, tại vì là tất cả mọi người đây để thấy là em là một thí sinh rất là mạnh, nặng ký, và em đã có một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Xin mời ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ạ. Trước khi mà nói về thí sinh, phải nói là Harry Won từ khi mà lấy chồng tiếng Việt giỏi hơn rất là nhiều, đúng không? Trời ơi! Luôn ạ. Thấy chém cũng như chém gió, tưng bừng. Chồng là MC chứ là suốt ngày nói. Đúng rồi, chắc là hai vợ chồng thường là tự nói chuyện với nhau nhiều lắm đúng không? Dạ, em nghĩ là vậy, và do luyện lắm đúng không? Cho nên em cũng bị tăng động nữa. Ôi vậy hả? Vậy có nghĩa là em nói chồng tăng động nha, chị về chị khoe Trấn Thành này. Phải không? Dạ. Thật ra thì chị nghĩ khi mà buổi sáng chị có coi mà em trình diễn á, thì chị đã nói là chị rất là thích em. Và đương nhiên á, bởi vì chương trình này á, nói về một cái phong cách ngôi sao, phong cách mới đúng không? Thì đương nhiên là cần một cái hơi thở mới, một cái sự trẻ trung. Và em là một người có hình thức đẹp, và em có một cái tư duy về âm nhạc rất là hiện đại. Và em nhảy đẹp nữa. Không có lý gì mà chị lại không thích em cả. Và đương nhiên ngày hôm nay là chị đã ấn thích em liền. Còn chị không biết là khán giả thì như thế nào ạ? Ở đây có thích bạn hay không ạ? Một phần trình diễn mở màn quá tuyệt vời. Chị hy vọng là những vòng sau nữa em hãy làm tốt hơn nữa, để cho sự kỳ vọng của tất cả những vị giám khảo ở đây không có bị thất vọng một chút nào hết nha. Hãy cố gắng nữa lên. Và đây là một khởi đầu rất tốt khi mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã công khai cho mọi người biết là đã bấm bình chọn cho bạn, nghĩa là bạn đã có 500 lượt bình chọn rồi. Sau đó sẽ còn những con số khác đến từ khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang theo dõi qua HTV7. Cảm ơn bạn rất là nhiều cùng với phần dự thi đầu tiên này. Ở phần dự thi thứ hai, bên cạnh cô gái rất xinh đẹp này sẽ đến một chàng trai vô cùng bản lĩnh và cũng đẹp trai không kém. Quý vị thân mến, đó là ai thì chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai ấy sau ít phút quảng cáo. Quý vị thân mến, như đã giới thiệu, đây là một chàng trai vô cùng bản lĩnh, và đó là ai? Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Bạn là ngôi sao. Những vấn vương về ngày xưa khi ta bắt đầu, có vẽ lên nỗi buồn đó giữa những câu ca từng viết. Âm nhạc là thứ giúp Duy giải quyết khá nhiều những cái rắc rối và bế tắc. Mình hát lên, mình quên được hết những cái muộn phiền âu lo. Những vấn vương về ngày xưa. Thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của mình đó là tự trang trải tiền để mà mình trị bệnh và phẫu thuật. Lúc đấy thì gia đình Duy cũng có chuyện, cho nên là thà Duy trải qua một mình. Mổ xong rồi nằm trong đấy thì Duy cảm thấy mình cực kỳ cô độc. Ngoài ca hát ra thì Duy còn rất là thích đi phượt và chụp ảnh. Duy muốn tham gia Be A Star để tìm kiếm được cái phong cách của riêng mình. Bạn là ngôi sao. Bạn là ngôi sao. Bạn là ngôi sao.
hát với những mơ mộng, bài hát với những hy vọng, cho đời ta chút vui, cho đời ta chút thương. Thế giới lớn thế nào, mình làm nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng quá, người sẽ đứng nơi đông chờ ta. Chờ giữa quan xa ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin chờ ta chút thôi. Phương Duy. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được phép gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ saxophone Phạm Thiên Thành đã hỗ trợ cho phần thi của Duy. Và bây giờ sẽ là phần trò chuyện của ban giám khảo cùng với Phương Duy. Xin mời ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trước ạ. Chị nghĩ là đây là một cái bản tình ca rất là hay. Nhưng tuy nhiên, bởi vì đây mới là vòng đầu tiên mà, thì chắc chắn sẽ không có tránh được những cái khiếm khuyết của các em đâu. Và đặc biệt là các em đã quá bản lĩnh, bởi vì mình truyền hình trực tiếp liền. Cho nên những cái gì mà nó chưa được tốt á, là nó cũng lộ ra liền. Và đấy cũng chính là một cái mà phải thử thách cái sự bản lĩnh để có phải bạn là ngôi sao hay không. Đấy. Nhưng chị cho rằng nếu như trong những cái vòng tiếp sau mà với những cái sự góp ý của giám khảo nhiều hơn nữa cho cái phần hát của em á, thì chị tin rằng là em sẽ làm tốt hơn. Ví dụ như mình sẽ hát nó, xử lý nó có những cái phần nó khác đi một chút xíu trong một cái bản tình ca như vậy. Chứ nó không có bị một màu như thế, để cho người nghe có nhiều cái cảm xúc hơn. Nhưng mà chị đã nói rồi, không quan trọng, hôm nay mới là vòng đầu tiên, chưa có quyết định được điều gì hết, cứ từ từ bình tĩnh đã. Biết đâu có cơ hội chúng ta vào trong thì chúng ta sẽ còn có những cái tốt hơn nữa. Nha, chúc mừng em. Xin cảm ơn Hồ Quỳnh Hương rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là ý kiến của Harry Wong. Thật ra là nói là lúc đầu xuất hiện, ý, đẹp trai, ý, thích nha. Và sau đó thì hát, ui, hình ảnh của bạn này với cái giọng đó, nó... giọng nó nam tính hơn rất là nhiều và nó trầm hơn rất là nhiều và nghe nó rất là ấm, làm cho kiểu như là ê, ai mà hát thì muốn được ôm từ người đó. Giọng của bạn là vậy, trời ơi, muốn là ngủ, trước khi ngủ là muốn là nghe bạn hát, xong rồi ngủ thì chắc ngủ ngon luôn. Rồi như vậy là bạn đạt được hình ảnh soái ca trong lòng Harry Won rồi đó. Thật sự là rất là... Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ còn gặp lại Duy nếu như quý vị đã bình chọn cho Duy trong suốt khoảng thời gian bài hát của Duy vang lên. Còn bây giờ sẽ là chàng trai tiếp theo của chương trình Bạn Là Ngôi Sao. Hãy cùng hướng mắt lên màn hình để gặp gỡ Nguyễn Ngọc Phát. Mình là Ngọc Phát, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình là ca sĩ tự do và cũng là một nhạc sĩ trẻ.
Phát không có theo học trường lớp ngay từ đầu, cho nên là con đường của Phát khó khăn hơn rất là nhiều bạn. Cái sự nỗ lực của mình cũng phải gấp 3, gấp 4 lần những bạn khác. Khi bước ra đứng trên sân khấu một mình thì dĩ nhiên là bản lĩnh của mình phải càng lớn hơn nữa, mình phải càng tự tin hơn nữa. Nếu như mà mình tham gia chương trình mà mình không làm hết khả năng của mình á, thì chắc chắn người buồn nhất đó là bản thân mình. Tự tin, vui vẻ, điên rồ là con người của Phát, và các bạn hãy chờ điều đó trên sân khấu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thí sinh thứ ba của chương trình đêm nay đã sẵn sàng. Nhưng trước khi cùng đến với giọng hát của anh chàng này, chỉ cho phép tôi được nhắc lại với quý vị rằng chương trình này khác biệt so với tất cả những chương trình khác, đó chính là ở phần bình chọn trực tiếp. Chúng ta chỉ có thể bình chọn cho thí sinh trong quá trình bạn ấy đang hát mà thôi. Phần bình chọn sẽ được mở ra khi bài hát bắt đầu và đóng lại khi bài hát kết thúc. Quý vị hãy nhanh tay bình chọn để giữ lại những gương mặt đáng yêu và tài năng lại cho chúng ta nha. Bây giờ sẽ là phần dự thi của Ngọc Phát. Em cho hồn tôi một mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngất từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng em tràn bóng hình em. Vũ Công. Ngọc Phát ơi, khi mà bạn đang hát thì tất cả những thành viên ban tổ chức trong ekip của chúng ta hậu trường nhún nhảy theo bạn. Tôi tin là khán giả truyền hình cũng thế, và khán giả tại trường quay nếu đồng ý là Ngọc Phát có một phần biểu diễn rất sôi động, chúng ta hãy vỗ tay cho bạn thêm một lần nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh Linh, tôi biết chắc chắn là anh sẽ không nhảy được như Phát đâu, cho nên là xin mời anh nhận xét. Không, thiệt ra Phát cũng hay không có nhảy giống như Phát được đâu, tại vì là cách đây á, chắc là mới đây vài tuần em cũng chưa biết nhảy mà, đúng không? Coi như là đây là lần đầu tiên mà Phát coi như là vừa hát mà vừa nhảy, cho nên là cho một tràng vỗ tay nữa cho một sự cố gắng rất là sức. Đó là một thử thách rất là lớn, tại vì là khi mà mình chưa bao giờ mà nhảy mà mình phải nhảy kiểu đó, tại vì là Nhật Anh là biên đạo múa của chương trình, những cái động tác múa của bạn rất là đẹp nhưng mà không hề dễ. Cách đây vài ngày em còn nhảy nhìn giống như hơi trẻ con, đúng không? Nghe giống như nhìn rất là hơi tiếu lâm.
Nhưng mà hôm nay là anh thấy là em bắt đầu là em thấy thoải mái trong cái vai trò mà vừa nhảy vừa hát. Chúc mừng em. Tôi nghĩ là kiểu gì Harry cũng khen, tôi đoán trước là vậy. Thật sự mà nói, tại vì hồi nãy em đã thấy bạn này diễn thử rồi, nhưng mà em không ngờ là bạn này khắc phục được. Tại vì hồi nãy là nhảy là hơi biểu nó lê thê, nó không có được dứt khoát. Còn lần này thì nó ổn định hơn, chỉ có vài tiếng thôi. Thì bản thân Harry cảm thấy rất là đánh giá cao, tại vì nãy giờ chắc vài tiếng là bạn rất là tập và rất là nỗ lực để vượt qua bản thân mình. Chúc mừng bạn. Xin mời ý kiến của chị Hồ Bình Hương ạ. Hương nghĩ là cái bản phối vừa rồi và bài hát vừa rồi rất là hay. Một cái mashup giữa hai cái bài rất là thông minh và đã giúp cho bạn rất là nhiều. Tại vì khi nghe âm nhạc á, là khán giả đã thích liền. Có nhiều khi nghe âm nhạc mà thích thú quá, đôi khi cũng bỏ qua một vài những cái lỗi nhỏ ở trong cái lúc hát của bạn. Cho nên nhưng suy cho cùng, khi chúng ta trình diễn trên một sân khấu thì chỉ biết rằng là cái tiết mục đó được khán giả đón nhận hay không thôi. Nếu như khán giả ở nơi này đã vỗ tay cho bạn thì tức là tất cả những cái yếu tố xung quanh cùng hậu thuẫn cho người ca sĩ và đã giúp bạn thành công như vậy đã là quá tốt rồi. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn những lời khen mà ban giám khảo đã dành cho Phát, và hy vọng là với những lời khen này bạn sẽ được ở lại với chương trình qua những live show tiếp theo để nhanh chóng trở thành một ngôi sao cùng với tất cả chúng tôi. Quý vị thân mến, đến với chương trình Bạn Là Ngôi Sao thì có rất nhiều thí sinh mang niềm đam mê của mình đến. Có nhiều người đã có kinh nghiệm rồi, nhưng có những người bạn khác chỉ mới là những người chập chững vào con đường này mà thôi. Tiếp theo sau đây sẽ là một cô sinh viên còn ti toe, chưa bao giờ bước vào một sân khấu chuyên nghiệp nào cả. Cô ấy đến đây để thử sức xem mình có thể trở thành ngôi sao hay không, và để biết cô ấy là ai, xin mời quý vị chờ đợi trong giây lát. Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với cuộc thi Bạn Là Ngôi Sao Peer Star. Và như vậy là chúng ta vừa đến với màn chào sân của ba thí sinh đầu tiên, và chúng ta có thể thấy rằng họ đã thể hiện rất là tự tin phần thi của mình. Cho nên quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy bình chọn và nhắn tin các thí sinh tiếp theo quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì Quang Bảo đang có mặt trong phòng make up để cùng đến với thí sinh tiếp theo, cô sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế. Xin chào Kim Trang. Xin chào anh. Em đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa? Em có một chút lo lắng nhưng sẽ cố gắng hết sức để có thể gửi gắm đến mọi người những cảm xúc chân thật nhất. Lo lắng thì chắc chắn rồi quý vị ạ, bởi vì cũng là lần đầu tiên mà Kim Trang sẽ xuất hiện trên sân khấu, đúng không? Tuy nhiên đừng để sự lo lắng đó đè nén cái sự tự tin của mình. Hãy cố lên, bởi vì tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Kim Trang. Cố lên nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với clip giới thiệu của thí sinh Kim Trang. Xin mời. Mình tên là Kim Trang, 20 tuổi. Mình là sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến từ Long Xuyên, An Giang. Có một điều hơi bị khó khăn đó là Trang không biết chạy xe máy, cũng không biết chạy xe đạp luôn. Nên là lên đây thì chỉ toàn đi bằng xe buýt thôi. Khoảng thời gian ngồi xe buýt, mình chỉ lướt Facebook, nghe nhạc hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ và tưởng tượng theo đuổi những cái sở thích của mình. Vì em muốn làm khác đi, có cái điểm nhấn nào đó Trang khác với bạn gốc. Trang rất là khá là hoang mang. Chính thí sinh còn lại đều là những anh chị dày dặn kinh nghiệm trên sân khấu, có một lượng fan cố định, trong khi mình thì chưa có fan nào. Mục tiêu mà Trang muốn đến với chương trình Bạn Là Ngôi Sao đó là hết tự ti về bản thân. Chưa một lần nói mình đã với trăng vừa.
vệt nắng trên cao vui vui. Thời gian nhạc hô vết thương em. Một phần biểu diễn rất hay của Kim Trang. Và tôi đang bước ra một sân khấu như mơ để nói với Trang một điều rất tuyệt vời như thế này. Tôi theo dõi trên HTV và tôi thấy đầu tiên là hình ảnh của anh Dương Khắc Linh hiện lên. Anh ấy đã bình chọn cho Trang. Khi mà anh Linh vừa bình chọn xong, lượt bình chọn của khán giả tăng lên rất nhanh và ngay sau đó là lượt bình chọn của hai vị giám khảo còn lại. Wow! Tất cả giám khảo ở đây đều được bình chọn cho Trang và chúng ta hãy vỗ tay cho bạn Trang của chúng ta ạ. Phòng trò chuyện sẽ được bắt đầu ngay từ anh Linh. Xin mời anh. Hồi em mới vô thì anh nghe được là em đang rất là hồi hộp, đúng không? Coi như là tại vì là khi mà toàn tập thì em tự tin hơn. Nhưng mà bây giờ là có bao nhiêu khán giả ở đây và trực tiếp trên HTV7 nữa, cho nên là em đang bị rất là run, đúng không? Vậy đây cũng là lần đầu tiên mà em diễn trên một cái sân khấu lớn như vậy. Nhưng sau đó, như là chỉ là sau vài câu mà anh thấy là em lấy lại tự tin, đúng không? Anh nói vậy có đúng không? Đó. Thì anh nghe được cái đó và cái đó là thực sự rất là tốt. Tại vì là không ai cũng làm được cái điều đó khi mà mình trình diễn lần đầu tiên trên một cái sân khấu vậy. Và đoạn sau là em đã hát ổn hơn. Và anh cực kỳ thích cái giọng của em tại vì nó rất là tình cảm. Chúc mừng em. Khi mà Trang nói rằng cô ấy lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn thì tôi cũng nhớ có một lần tôi dẫn chương trình là Harry cũng lần đầu tiên bước lên sân khấu là để hát. Cho nên ngày hôm nay chắc là sống lại cảm xúc đó, đúng không? Hãy chia sẻ với Trang đi nào. Thực sự mới nói là bản thân Harry á, hát bài ballad rất là khó, là cái gì? Bùng nổ thì phải bùng nổ cho tới, không tới thì nó bị nhạt nhòa và nó bị lê thê, nó bị đều đều, nó không có hay gì hết. Bạn hôm nay làm điều đó rất là hay, xuất sắc. Cảm ơn bạn. Rất nhiều lời khen dành cho bạn và tôi nghĩ rằng là nếu bạn nói là bạn chưa có fan club thì tôi tình nguyện là một trong những thành viên trong fan club sắp tới của bạn cùng với rất nhiều khán giả ở đây, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, chương trình sẽ được tiếp tục với một chàng trai đã được biết đến rất nhiều bởi những anh chàng và cô gái trẻ trung sôi động của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Ngày hôm nay sẽ là một hình ảnh đặc biệt đến với chương trình Bạn Là Ngôi Sao. Hãy cùng đến với đoạn video clip giới thiệu Jun Đăng Dũng. Chào khán giả của chương trình Beer Star, mình là Trương Đăng Dũng. Dũng đến với âm nhạc hoàn toàn tự nhiên. Khi mà mình được hát những bài hát ấy, mình cảm giác là hạnh phúc khi mà mình nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình hát, làm cho Dũng nghĩ là mình phải theo đuổi âm nhạc. Dù mình có đủ khả năng để mà mình theo đuổi cái ước mơ này hay không, có đôi lúc cảm thấy giống như là muốn buông bỏ vậy, thì nó quá nhiều việc, mình không biết phải làm từ đâu nữa. Bạn đi sau và bạn gần với người đi trước. Chuyện này là chuyện rất bình thường. Đối với Dũng thì mình thể hiện tất cả những gì là thật nhất của mình ra. Cá tính cũng như phong cách của mình là một người năng động, hiện đại. Và phong cách Beer Star có thể nói là cái chương trình đánh dấu sự trở lại của mình, cũng như là cơ hội để khán giả nhận thấy là mình thực sự là một người có giọng hát, thực sự có phong cách, thực sự có tài năng.
chẳng thể là một ai khác. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lý Huỳnh Long đã hỗ trợ cho Jun Đăng Dũng. Và Jun Đăng Dũng thân mến, bạn lại lập nên kỳ tích rồi, là bởi vì cả ba thành viên trong bán khảo đều đã bình chọn cho bạn. Chắc chắn là số điểm sẽ rất lớn dành cho bạn, nhưng bạn vẫn cần nghe họ đánh giá đúng không nào? Xin mời ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Hương nghĩ là bạn với một cái ngôi sao trẻ như bây giờ thì cần phải hội tụ có những cái điều như sau. Tức là mình cần phải tổng cho tất cả mọi các vấn đề đúng không? Hình thức này, phong cách biểu diễn này, giọng hát này, và có một cái chất trong con người nghệ sĩ của mình. Hưng nghĩ là bạn có đầy đủ những cái điều đó. Và bây giờ hãy làm tốt hơn nữa, trong thời gian sắp tới bạn sẽ chinh phục được khán giả. Người đã bấm bình chọn cho bạn đầu tiên trong ban giám khảo, đối bạn là ai trong hai nhân vật còn lại? Có một người luôn luôn rất nhanh tay, đó là anh Dương Khắc Linh. Xin mời anh. Không, anh cho em, anh cho em điểm liền, tại vì là em đã làm tốt hơn hồi sáng. Hồi sáng là anh thực sự là cái tiết mục của em là anh đang lo nhất, nhưng mà hôm nay là em hát rất là vững và em theo cái nhịp được cái mà hồi sáng mà em chưa có làm được, và em diễn rất là sung. Và tất cả những thí sinh vừa diễn là ai cũng diễn sung hơn hồi sáng. Cái này là như là mỗi lần phải nói là sung hơn dài mà không có làm, nhưng mà có khán giả, có camera, nó khác hẳn. Chúc mừng em. Như vậy là sự tuyệt vời của Jun Đăng Dũng ngày hôm nay chắc chắn là có đến từ khán giả tại trường quay nữa. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đến đây với chương trình Bạn Là Ngôi Sao ở số đầu tiên này ạ. Xin mời Jun, bạn có định nói gì với ban giám khảo ạ? Thật sự thì cảm xúc em bây giờ rất là... Tại vì em không thể ngờ là ngày hôm nay khi mà đứng trước mặt em là em được hát cho chị Hồ Kiều Hương nghe. Tại có thể là chị không biết, nhưng mà em với chị là hàng xóm với nhau ở Quảng Ninh. Từ khi mà em còn rất là nhỏ thì em đã coi những cái bài hát của chị phát trên kênh truyền hình của tỉnh rồi. Em rất là thích chị, đấy là khi mà em được vào Sài Gòn, và có một lần khi mà em ngày trước rất lâu rồi em đi làm thêm, và có một lần chị hát ở một cái tụ điểm ca nhạc á. Thì lúc đấy em đã rất là hy vọng là một ngày nào đó em sẽ được song ca với chị. Mặc dù hôm nay em chưa song ca với chị, nhưng mà được đứng trước chị và hát như này giống như là cũng được một nửa rồi là em... Ước mơ của bạn rồi sẽ thành sự thật khi mà bạn nếu mà như thế nhá, mình đã là đồng hương nhá, chắc chắn mình sẽ xong ca dù trong cuộc thi này hay là ngoài cuộc thi này. Okay. Rất là tuyệt vời cho Dũng trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay trong đêm đầu tiên đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc, vẫn còn những cung bậc cảm xúc khác đang chờ đợi quý vị. Hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Bạn Là Ngôi Sao Be A Star, được phát sóng trực tiếp trên HTV7. Liên tục chương trình sẽ là một thí sinh vốn dĩ theo đuổi dòng nhạc bolero, nhưng ngày hôm nay trong đêm live show đầu tiên này của chương trình, hãy xem cô ấy làm gì, tạo bất ngờ gì với chúng ta quý vị nha. Là Nguyễn Kiều Oanh, năm nay mình 23 tuổi và hiện tại Oanh là ca sĩ tự do. Oanh bắt đầu bước tới con đường ca hát chuyên nghiệp cách đây cũng 3 năm. Trong thời gian đó thì Oanh cảm thấy mình rất là cô đơn, có nhiều khi mà Oanh cảm thấy là mình chắc phải bỏ cuộc thôi. Nhưng mà nhờ sự cổ vũ của thầy Hoàng Tú và nguyện vọng của một người ông đã mất của Oanh, nên là Oanh đã cố gắng bước từng bước. Cho tới ngày hôm nay được vào top 10 Be A Star thì anh cảm thấy là cái đam mê của mình đã trỗi dậy thêm một lần nữa. Và lần này đến với Be A Star, khán giả sẽ thấy một Kiều Oanh hoàn toàn mới. Yeah.
Xin cảm ơn những vũ công đã tạo nên một phần biểu diễn vô cùng đẹp mắt trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được dẫn chương trình trong một nơi mà giọng hát thì vút cao và sân khấu thì như một dòng sông sao. Và khi dòng sông ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn, bạn biết điều gì không? Cả ba thành viên trong ban giám khảo đã bình chọn cho bạn. Điều đặc biệt của chương trình này đó chính là trên màn hình TV đã hiện ra rất rõ tình yêu của quý vị dành cho thí sinh của chương trình ngay khi họ đang hát. Và bây giờ, sự xúc động trên màn hình tôi nhìn thấy rõ nhất là Harry Won. Xin mời bạn chia sẻ cảm xúc của mình. Bạn ơi, lúc bạn lúc đầu xuất hiện, lúc đó khói quá trời, không thấy đường gì hết. Bạn đã đi lệch một hướng. Nhưng anh Dương Khắc Linh nói một tí xíu cái là bạn rất là bình tĩnh, hát mà nhét. Trời ơi, rất là hay mà rất là giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối luôn. Và hát sao mà hả? Trời ơi, Harry nổi giật à, từ cái sống lưng tới cái nóc đầu. Trời ơi, nó ngứa hết cái người luôn mà hả? Xúc động mà rất là thích thú. Cảm ơn bạn nha, một biểu diễn rất là xuất sắc. Tôi nghĩ khán giả phải vỗ tay luôn cho Harry rồi. Tôi nghĩ là trên sóng truyền hình trực tiếp chắc bạn là người đầu tiên có được cảm xúc mạnh mẽ trên nóc đầu. À, với cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương thì sao ạ? À, chị nghĩ như này này. Khi mà một người nghệ sĩ mà đứng trên sân khấu á, nhiều khi cả một bài hát có thể nó có chỗ này chỗ kia, nó không hoàn hảo. Nhưng điều quan trọng nhất đấy là trong cái phần trình diễn của mình có một đoạn nào đó hoặc có một câu nào đó khiến cho người nghe phải nhớ đến, thì đấy là sự thành công. Mà thật sự ngày hôm nay á, là những cái phần sau của em á, cái phần mà lên cao của em ấy, nó thật sự là đủ đã, đủ bay và nốt vẫn rất là chuẩn xác. Và chị nghĩ rằng đấy chính là cái sự khiến chị là phải chọn em liền. Bởi vì chị nghĩ á, là một cái giọng hát cao, nữ cao ở trong cuộc thi này, hình như em là người duy nhất thì phải. Đúng không? Tham tại vì là anh là giám đốc sản xuất âm nhạc, anh làm việc cùng mọi người thì anh sẽ biết nhiều hơn Hương. Hương thì không cơ. Đây là lần đầu tiên Hương xem mà. Chắc chắn là Kiều Anh là trong những cái giọng hát khủng của chương trình. Và Kiều Anh sẽ còn mang lại rất là nhiều những bất ngờ khác. Nếu như chúng ta tiếp tục bình chọn cho Kiều Anh để bạn ấy ở lại với những live show sau, đúng không ạ? Chúc mừng bạn với phần biểu diễn ngày hôm nay rất thú vị. Và quý vị thân mến, liên tục chương trình sẽ là một chàng trai mà ngay ở những vòng đầu tiên, vòng tuyển chọn trên online và cũng như vòng tuyển chọn sơ loại cùng với ban giám khảo, bạn ấy đã ngây ngô bộc bạch rằng bạn ấy còn không hiểu là nhạc R&B là gì nữa cơ. Một chàng trai vô cùng ngây thơ. Hãy cùng đến phần biểu diễn của Từ Trấn Minh. Mình là Từ Trấn Minh, năm nay mình 22 tuổi, mình vừa tốt nghiệp trường Đại học Sài Gòn ngành tài chính. Khi mà vào học đại học được tham gia câu lạc bộ văn nghệ, mình cảm thấy là âm nhạc chính là đam mê thật sự của mình. Gia đình mình thì chỉ còn mình mẹ thôi, tại vì ba của mình mất sớm từ năm mình học lớp 7. Từ lúc mà ba mà bệnh nặng, ba mẹ phải đi chạy đi vay cầm cố sổ đỏ của nhà để mà xạ trị cho ba. Cho đến khi mà ba qua đời thì mẹ rất là vừa đau mà vừa lo, là không biết mà nuôi ba đứa con xong. Sau này mình phải làm như thế nào để phụ mẹ? Sau khi tốt nghiệp rồi thì em không có tìm việc, mà em lại theo đuổi con đường này là vì một phần là đam mê của em. Thứ hai, em nghĩ là con đường này sẽ mau kiếm được nhiều tiền cho em, cho nên là em quyết tâm theo đuổi. Em cần phải thành công để mà giúp gia đình. Phải thức đến mấy đêm thâu một mình thật mơ như thế. Những thương ông thương trong bao lâu để về nhà.
cảm ơn các phụ công đã hỗ trợ cho Trấn Minh. Và bây giờ sẽ là phần trò chuyện của ban giám khảo. Xin mời quý vị. À, xin mời Dương Khắc Linh, bạn vừa làm gì đấy? Xin lỗi. Thì lúc nãy em cứ bỏ lên, em cứ tập trung em nghe. Em nhìn cái động tác, em nhìn cái ánh mắt, nhìn cái giọng hát của bạn là em quên hết luôn, là mình phải chấm điểm bằng mình quên. Tại vì là phần bình chọn chỉ được diễn ra trong khi mà thí sinh đang hát mà thôi. Có nghĩa là bạn đã lỡ mất phần phần chấm điểm của Harry Won rồi hả? Vừa kịp. Tôi hy vọng là kịp. Ok, thôi bây giờ quý vị khán giả chúng ta vỗ tay cho chàng trai này để đỡ rung. Dương Khắc Linh. Xin mời Dương Khắc Linh nhận xét đi ạ. Trong cái đoạn video mở đầu là em nói là em muốn thành ca sĩ, đúng không? Để em giúp mẹ em. Và anh nghĩ là với một cái mặt đáng yêu và cái giọng ca rất là tốt như em sẽ có một cái tương lai trong làng âm nhạc của Việt Nam, và em sẽ kiếm sống được và sẽ giúp được mẹ em. Anh tin rằng vậy. Chúc mừng em. Cảm ơn những lời chia sẻ của Dương Khắc Linh. Và trước khi cùng trò chuyện với Harry Won thì đại diện ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng xin được phép gửi lời rất tiếc đến quý vị, là bởi vì phần bình chọn vừa rồi của quý vị đã rơi vào thời gian không được tính. Vì vậy quý vị không bình chọn được cho Trấn Minh. Rất tiếc, đúng luật của chương trình. Harry, bạn muốn nói gì về lúc này không ạ? Thật ra mà nói là cái mặt của bạn nó nhìn là biết liền. Mặt của bạn nó có viết "tôi ngây thơ". Nhìn là nó ngây thơ lắm luôn. Mà hả, cái động tác này nó trời, giống như ca sĩ idol mà mới ra đời. Trời ơi, rất là thích cái sự ngây thơ của bạn lắm. Harry mong muốn là Harry sẽ tiếp tục thấy bạn diễn trên sân khấu. Và cái cuộc thơ của bạn rất là tốt. Harry muốn nghe cái giọng của bạn liên tục. Cảm ơn bạn. Mà những người mà đóng vai hiền trong các bộ phim thường gặp khốn khó ngay từ đầu lắm. Khốn khó ngay từ đầu ngày hôm nay là bạn mất rất nhiều bình chọn rồi. Bởi vì một bình chọn của giám khảo là bằng 500 bình chọn của khán giả. Vì vậy chắc chắn là bình chọn ngày hôm nay bạn sẽ không cao. Và ban giám khảo thân mến, một lần nữa chúng tôi xin nhắc quý vị là hãy cứu thí sinh nếu quý vị yêu quý họ, chỉ được bình chọn trong lúc diễn ra ca khúc mà thôi. Cảm ơn Trấn Minh rất nhiều, cảm ơn quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những cá tính âm nhạc khác của Bạn Là Ngôi Sao trong ít phút quảng cáo nữa. Tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Bạn Là Ngôi Sao Be Your Star trên HTV7 ngày hôm nay. Và cá tính âm nhạc luôn luôn là một trong những điều quan trọng nhất của một ngôi sao. Chính vì vậy đây là một trong những điều mà chương trình đi tìm kiếm. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ một trong những cá tính âm nhạc rất mạnh mẽ của chương trình lần này. Khi mà mình còn nhỏ thì mình rất là hiếu thắng. Mình suy nghĩ là âm nhạc của mình có một cái nhìn khác. Bởi vậy cho nên là cha chưa trở thành một ngôi sao ca nhạc. Cha cũng khá là biết rõ là mình cần phải làm gì và thay đổi những gì để mà mình trở thành một người nghệ sĩ của công chúng. Chương trình này là một bước đệm mới để cho cha trở thành một ngôi sao ca nhạc chẳng hạn. Thank you.
công ty Hải Châu đã hoàn thành xong phần dự thi của mình trong live show đầu tiên. Và ban giám khảo thì có vẻ như đã rút kinh nghiệm ở lượt thi trước của thí sinh trước, cho nên cả ba đều đã bình chọn kịp cho bạn rồi. Chúc mừng bạn. Bây giờ sẽ là phần trò chuyện của ban giám khảo. Tôi thấy Hồ Quỳnh Hương là người bấm chọn cho Thia Hải Châu sau cùng nhất. Như vậy chắc chắn là chị vẫn còn lăn tăn điều gì đó, phải không ạ? Thật ra thì không phải là lăn tăn, mà Hương muốn được nghe cho hết cái bài đấy. Tại vì nhiều khi Hương nghe bạn hát cũng giống như là một khán giả đang nghe bạn vậy đó. Bạn có một cái giọng hát rất là, phải nói là cái màu của giọng hát nó rất là văn minh. Nó rất là dày, nó có cái độ khàn, nhưng mà nó vẫn rất là sắc, nó vẫn tràn đầy sức sống, chứ nó không có bị mờ nhạt. Và bạn sẽ có một cái màu sắc rất riêng bởi cái giọng hát của bạn. Tức là khi mà bạn hát lên, người khác sẽ nhớ về cái giọng hát của bạn. Có lẽ Hương cho rằng với bạn ấy, giọng hát cũng là một, gọi như là như thế nào nhỉ? Bí quyết à? Hay là có cái gì đặc biệt của bạn để bạn có thể chiến đấu trong cuộc thi này đó? Bạn chính là người có giọng hát để có thể mang đi để chiến đấu á. Cái đấy là cái mạnh nhất của bạn. Và Hương nghĩ là bạn hãy cố gắng thể hiện cái điều đó đi. Yeah. Phải không ạ? Một vũ khí chiến lược. Đúng rồi. Vũ khí chiến lược. Yeah. Ok. Như Khắc Linh. Linh biết Tia cũng vài năm rồi. Và lúc đầu khi mà anh mới gặp em thì hát tiếng Việt còn hơi khó đối với em, đúng không? Tại vì là em rất là thích hát nhạc nước ngoài. Cho nên là lúc đó là phát âm chưa đủ. Nhưng mà hôm nay là em đã cho tất cả mọi người thấy là em hát tiếng Việt rất rất là hay luôn. Và chắc chắn là Tia sẽ rất là vui khi ngày hôm nay đã nhận được rất là nhiều lời khen từ ban giám khảo và lượt bình chọn của khán giả tại truyền hình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của anh chàng Thế Khoa. Mọi người, mình là Thế Khoa. Khoa bắt đầu đi hát từ năm 2007. Thì lúc đó Khoa mới có mười mấy tuổi thôi. Bắt đầu đi hát thì Khoa đi hát ở những cái tiệc cưới. Nhưng mà Khoa giấu ba mẹ. Thì Khoa nói là con đi bán trà sữa. Lần đầu tiên Khoa đi hát và Khoa cầm được 50 nghìn đó. Thì nó cảm giác rất là... gọi là sướng, rất sướng. Từ đó đến giờ thì Khoa chưa bao giờ mà thi một cuộc thi nào mà lọt sâu vào vòng trong như cuộc thi Bạn Là Ngôi Sao. Cảm giác nó rất là lạ. Thì từ đó đến giờ Khoa đi hát nhiều, nhưng mà Khoa còn yếu về nhiều mặt. Mục tiêu của Khoa là giải phóng cơ thể, làm được những điều mà từ trước giờ Khoa chưa bao giờ làm. Thoáng nghe lẻ loi bên hàng mê.
kín vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền chiều nay thoáng nghe lẽ loi bên hàng mê Cảm ơn Thế Khoa. Một phiên bản rất khác của vài lần đón đưa. Nếu như là phiên bản trước đây người ta nghe thấy rõ ràng một anh chàng rất là thư sinh đi theo một cô gái, thì lần này anh chàng này trở nên rock hơn, dữ dội hơn, nhưng mà trái tim vẫn vô cùng nhẹ nhàng và lãng mạn, đi theo một cách rất là yếu đuối đằng sau lưng một cô gái. Ở bên Hàn Quốc có bao giờ bạn được đi theo sau lưng như vậy không Harry Won? Có ai đi theo sau lưng mà đi hoài không bao giờ cho mình biết không? Dạ thật ra không có, em không có. Mình em đang rất là thích bạn này, hôm nay biểu diễn rất là nghệ sĩ, rất là kiểu như là đang say mê cái bạn, cái âm nhạc của mình. Mà em nghe nói là bạn này hồi xưa không có mạnh mẽ hả anh? À. Đúng rồi, hồi xưa là... Hồi xưa ít. Tại vì hồi nãy em có nghe. Ông cách đây, khi mà... Tại vì là không nhìn Khoa rất là... gọi là gì rock và quậy, rất là quậy, quậy rất không? Là rock. Nhưng mà thực sự anh là một Khoa là một người rất là mỏng manh anh, mỏng manh và nói chuyện rất là nhỏ và lựa hát những bài hát á, coi như là tại vì là anh hỏi tập một em muốn hát cái gì, đưa toàn là những bài ballad nhẹ nhàng không, mà tưởng là cast ông này là xong là sẽ chắc là phải là hát nhạc rock này kia mà không phải, nhìn nhảy mà không phải vậy. Thật ra đây là chiến thuật thôi ạ. Chiến thuật. Ở cái phần đầu tiên á, khi mà ra mắt khán giả là bạn này bạn đã đập vỡ cây đàn rồi, nhìn vô cùng manly, vô cùng mạnh mẽ, hát nhạc nhẹ thôi. Để cho nó lật ngược lại vấn đề. Tùng biết không? Có nghĩa là cái đập bể cái guitar phải quay hả mười mấy lần mới bể đó. Chắc chắn là chúng tôi sẽ có rất là nhiều bất ngờ từ Khoa dành cho quý vị ở những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời lượng của chương trình đến với thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Hồng Vịnh. Mình đến từ Sóc Trăng. Khi trong tâm tâm ta luôn biết chẳng có ai, rất hay là cover những cái bài hát hot để up lên Facebook của mình và được cái lời mời vào một cái công ty đó để hát online. Thì xin chỉ dám hát trên máy tính vậy thôi à, chứ không có đi ra ngoài thì rất là nhát. Từ khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh đến giờ thì xin có quen một người bạn khá là thân và đã giúp đỡ xin rất là nhiều. Sắp hay giờ lo quá à. Lo cái gì? Anh nhớ phải kéo pha ủng hộ em nha. Bắt buộc rồi. Ở ngoài xin là một người hơi bị dịu dàng quá, cho nên là xin muốn khi mà lên sân khấu mọi người nhìn xin bằng một cái hình ảnh rất là khác, mạnh mẽ hơn, gai góc hơn và cá tính hơn. Chưa từng lời, người ơi em xin anh hãy bên em.
Xin cảm ơn. Cảm ơn các vũ công đã hỗ trợ cho Shin Hồng Vịnh. Xin mời bạn. Đối với cá nhân tôi thì đây là phần dự thi rõ nét về ý tưởng dàn dựng nhất từ đầu chương trình tới giờ. Và tôi muốn hỏi tác giả của bài hát là khi anh viết, anh có nghĩ đến chuyện là sẽ có một cô dâu chạy trốn như thế này không ạ? Không, hello. Ok. Linh không có nghĩ tới một cô dâu. Tại vì là Linh viết bài này cho Hồ Hà. Và Linh không có nghĩ tới cái chuyện mà cô dâu hay là viết gì đó. Nhưng mà Linh nghĩ là khi mà mình trong đời sống thì nó có rất là nhiều lần mình phải xin lỗi với người yêu mình. Và Linh nghĩ là ai ở đây cũng phải trải qua cái đó rồi, khi mà mình đã có biết yêu rồi. Thì đó là một cái cảm giác mà nó trong đời sống nó rất là bình thường, nhưng mà nó những cái thời điểm rất là quan trọng trong đời sống mình sẽ học hỏi rất là nhiều cái, mình sẽ khôn ngoan lên và mình sẽ cùng nhau để đi cùng hướng tiếp trong đời sống. Tự nhiên nói tới bài của mình cái mắc cỡ hẳn hả, quý vị vỗ tay cho Quỳnh Hương. Xin mời phần nhận xét của Hồ Quỳnh Hương ạ. Chị nghĩ là khi mà chị xem cái cách mà em trình diễn thì nó rất là máu lửa, rất là chất. Trong đó nó có cả cái sự sexy nhưng mà nó vẫn có những cái sự quyết liệt ở trong đó. Và chị nghĩ là nếu như mà ngày hôm nay thì phải nói là vì là bài của anh Dương Hắc Linh đúng không? Thì âm nhạc như làm rất là hay, chuyên nghiệp. Phần sau coi như là đẩy lên thay tiếng, thay cái beat trống về sau á, bà em diễn nó rất là ra được cái phần sau để đẩy cái cao trào của cái bài lên. Chị rất là thích, và nếu như để nói là đây là một cái phần biểu diễn cũng được nữa, chứ không phải là một phần thi luôn. Dạ, yeah. Cảm ơn chị Hồ Quỳnh Hương rất là nhiều. Harry, vốn dĩ em rất là dễ thương á, có bao giờ em muốn một ngày nào đó em sexy, quyền lực và ác liệt giữa trên này không? Em rất là muốn, vấn đề là em không có được. Anh hiểu không? Em nói là chữ em không có được mà mạnh lên thử coi. Dạ, em không biết sao, em rất là muốn cái hình ảnh một ngày nào đó em muốn sexy lắm, nhưng mà trở thành hài liền. Anh hiểu không? Nó thật sự nó không có dễ chút nào hết. Và hôm nay á, Harry rất thích bạn á, là cái gì nhất biết không? Ánh mắt. Cái ánh mắt của bạn á, nó nuốt Harry Wong, nó nuốt anh Dương Khắc Linh, nó nuốt chị Hồ Quỳnh Hương luôn, nó nuốt tất cả mọi người mà kiểu như là ta sexy, ta có quyền lực, trời thích cái thần thái đó lắm. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Rất cảm ơn ban giám khảo đã có những nhận xét rất là thú vị dành cho người bạn bên cạnh tôi đây. Và đây là thí sinh cuối cùng của chương trình rồi. Vì vậy vào lúc này rất mong là tất cả quý vị chúng ta không chỉ gặp gỡ Shin Hồng Vịnh mà cùng gặp gỡ trở lại 10 thí sinh của chương trình Bạn Là Ngôi Sao, Be A Star. Xin mời. Và chúng ta cùng gặp gỡ MC Quang Bảo luôn. Chúng ta cũng đã được chứng kiến trực tiếp số điểm của các thí sinh rồi, nhưng ngay bây giờ thì vẫn cho phép tôi, Quang Bảo và anh Tùng Leo sẽ được một lần nữa đọc lại số lượt bình chọn của tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Và đầu tiên, nhưng mà trước khi đọc cho tôi được nói lời muốn nói nhất, đó là nguyên một chương trình từ đầu tới giờ mới được gặp nhau, MC song đôi tới cuối chương trình mới gặp. Chúng ta vỗ tay cho Quang Bảo ạ. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì cho phép Quang Bảo xin được đọc số lượt bình chọn của thí sinh đầu tiên, đó chính là Liz Kim Cương. Bạn đã được 1964 lượt bình chọn, xin chúc mừng. Shin Hồng Vịnh, bạn đã nhận được 2410 lượt bình chọn, xin chúc mừng.
thí sinh Kiều Anh đã nhận được 2.124 lượt bình chọn. Tia Hải Châu, bạn nhận được 2.007 lượt bình chọn. Xin chúc mừng. Thí sinh Jun Đăng Dũng rất đẹp trai của chúng ta đã nhận được là 2.412 lượt bình chọn. Ngọc Phát, bạn đã nhận được 2.292 lượt bình chọn. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng Kim Trang với 2.510 lượt bình chọn. Wow. Và từ Trấn Minh, do thiếu hụt từ ban giám khảo nên lượt bình chọn của bạn chỉ có 935 mà thôi. Xin chúc mừng bạn. Xin được chúc mừng thí sinh Thế Khoa với 1.927 lượt bình chọn. Và thí sinh cuối cùng của tôi, bạn Phương Duy, bạn nhận được 855 lượt bình chọn. Và quý vị thân mến, tuy biết rằng tất cả các thí sinh của chúng ta đã nỗ lực hết mình trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng cuộc thi nào cũng đều sẽ có những thể lệ riêng của nó. Và đối với bạn là ngôi sao thì thí sinh nào có số lượt bình chọn thấp nhất sẽ phải chia tay ra về. Và ngày hôm nay thí sinh sẽ phải chia tay với chúng ta, đó chính là Phương Duy. Anh nghĩ em diễn như đó đủ rồi. Em diễn xong lắm rồi. Em diễn xong rồi, xả vai nha. Tại vì trong đêm đầu tiên này thì xin được phép thông báo với quý vị, vì là đêm chào ra tất cả những thí sinh của chúng tôi cho nên sẽ không một ai bị loại hết. Ở tuần lễ sau, chúng ta sẽ gặp gỡ lại cả 10 thí sinh của Bạn Là Ngôi Sao Be A Star, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty TV Hub thực hiện. Và tuần sau, ngay ngày 30 tháng 4 vào lúc 19 giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo của chương trình, đó chính là chủ đề Xin Chào Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn ban giám khảo và khán giả rất nhiều.